Tôi nghe đây, báo cáo đi. Tốt. Xong rồi hả chú? Chỉ cần ngụy tạo thêm trên xác của hắn một vài vết thương tích nữa, cho giống như một cuộc phục kích Thanh Trừng mà các băng nhóm giang hồ thường làm, thì đố ai biết được chúng ta đã dựng hiện trường giả. Cũng may là chỗ đó cũng vắng vẻ, chứ nếu không con cũng không biết phải tính sao nữa. Sao giờ này chưa thấy Ngọc gọi điện cho con nữa? Hay là để con chủ động gọi cho Ngọc cho chú? Không được, phải án binh bất động, coi tình hình diễn biến ra sao đã. Chỉ cần một sơ sẩy, dù nó là rất nhỏ trong lúc này, thì tiêu ngay. Là Băng Ngọc. Anh nghe nè. Anh Huy hả? Hãy lẽ chưa có đọc được tin nhắn, em mới vừa xóa tin nhắn đó rồi. Vậy à? May quá. Hãy lẽ đâu rồi? Em mới vừa đánh lừa để hắn đi ra ngoài rồi. Chị Diễm ơi, chị Diễm. Cốc, em sao vậy? Chú ơi, gặp có chuyện rồi, con phải chạy đi liền. Mày với ông Huy giết con chồng không? Chết rồi, con chồng con chồng. Chạy. Con Thị ơi, con giết mày. Cũng sao mày mày chết, mày chết, không cho mày chết, chết đi. Cô và Huy đã gây ra chuyện gì rồi đúng không? Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi biết chắc chắn là phải có chuyện nên bọn chúng mới tấn công cô. Anh là ai? Là người cùng phe với Huy. Ý anh là cảnh sát chìm á hả? Tao cho mày lên dọn ga giường cho chị Ngọc mà vô ở. Dạ. Huy đã bị lộ rồi phải không? Phải. Nhưng mà cũng may là tôi đã xóa hết được dấu vết rồi. Tuyệt đối giữ bí mật chuyện của tôi, nhớ chưa? Chết mẹ, chuyện gì vậy? Hai người, nó bóp cổ Ngọc, may là tôi cứu kịp. Có phải cùng Diễm sai mày giết người tình của tao đúng không? Hả? Mày nói cái gì? Nói cái gì? Lỗi. Tiếng lỗi đó làm sao? Nó là... What?
Bắt nó lại cho tao. Bắt nó lại. Chạy đi đâu? Dựng đầu nó chạy cho tao. Tao coi mày như anh em. Tại sao mày dám phản bội lại tao? Tao cho mày một cơ hội nữa. Mày có phải là cảnh sát Lâm Dung không? Thôi, phải. Tại sao mày dám phản bội tao? Hả? Phản bội mày, tao chỉ là bộ phận của tao thôi. Nhưng việc mà chưa kịp hoàn thành. Hoàn thành cái con mẹ mày! Con chó! Anh Đại! Anh đã nhìn tao chết bây giờ. Đó là cảnh sát Lâm Dung, mày có biết không vậy? Khi nãy, nếu mà không nhờ anh Tiến cứu tôi thì Hoàng Thị Ke nó đã giết tôi chết rồi. Tại sao nó lại biết mày là cảnh sát? Hỏi nó thì biết. Nó chết rồi lấy gì hỏi? Mày điên hả? Mày giỡn với tao hả? Thì mày chết theo nó đi. Mày à mày! Chết đi! Mày chết đi! Dừng lại! Anh Hải, có chuyện gì vậy? Mở cửa ra. Mày muốn cái gì? Tôi nói anh mau mở cửa ra. Nhanh lên. Anh Hải, anh đừng để tôi gọi cho anh Hải kia chứ. Mở cửa đi. Có chuyện gì vậy? Đó là cảnh sát Lâm Dung. Anh nói cái gì? Thằng này, ý anh nói nó là nội gián mà anh tính nói tới đó hả? Còn ai vô đây nữa? Nhưng nó là lính ruột của anh mà. Vậy tao mới điên. Mày ơi mày! Phản bội! Mày! 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 Mày còn cười cái gì nữa? Thằng này không tha tội được. Tôi sẽ gọi cho anh Hai. Thôi đi, dừng lại. Cho mày chết đi. Mày tính giết cho nó chết luôn hả? Em lên phòng chờ xử lý. Dạ đại ca. Alo, anh Tính hả? Anh qua liền đi, giải quyết chuyện này. Dạ. Dạ em biết. Tại sao anh đánh anh Tiến giả mang như vậy? Anh phải a dù với tụi nó để mình không bị nghi ngờ. Nhưng mà thằng Tiến lũi cũng chỉ là một thằng Marco thôi mà. Em làm gì thương xót nó như vậy? Anh có biết là anh Tiến làm như vậy là để cứu em với anh không? Em nói vậy là sao? Anh không biết là anh Tiến là cảnh sát chìm giống như anh hả? Trời, Ngọc, em nói cái gì vậy? Làm sao có chuyện này được? Lúc nãy trong lúc mà em xóa tin nhắn thì thằng Hoàng Xì Ke nó tấn công em. Cũng may là anh Tiến liều mình cứu em thoát chết. Nhưng mà nhờ vậy em mới biết được là anh Tiến là đồng nghiệp với anh. Anh Tiến đã hy sinh lãnh đạn để đánh lạc bọn chúng cứu anh đó. Không thể có chuyện này được. Anh không hề cái tướng trực nói gì hết. Chính anh Tiến đã thú nhận với em. Nhưng mà điều quan trọng là chỉ có anh Tiến biết anh thôi, chứ anh không có biết gì về anh Tiến hết á.
Bây giờ anh tính sao đây? Chẳng lẽ để cho anh Tiến chết trong tay của bọn nó hả? Đủ rồi. Cha, máu của cảnh sát chẳng khác gì máu của giang hồ hết đâu bay. Mình nói tao nghe coi, mày là người của ông nào bên mệnh hả? Ông nói linh tinh quá, ông nào cũng như nhau thôi mà. Đồ ngu, nếu nó do cảnh sát thành phố cài vô thì có thể nhờ anh Tư gỡ, còn là người của tướng trực thì mình gặp nguy to, mày hiểu chưa? Mày nói coi, mày là thằng nào? Sếp của mày là ai? Mày đã chuyển tin gì của tổ chức cho sếp của mày rồi? Mày nói coi. Nội, 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 nội. Thôi đi. Anh tra tấn kiểu đó, nó chết rồi còn khai gì nữa. Ngươi bật lên. Tiến. Thu chữ. Đây là Huy, học sau cùng một khóa. Chào anh. À, cậu thanh niên đậu thủ khoa kỳ rồi phải không chú? Nhìn cậu thư sinh như vậy, ai nghĩ là công an chứ? Dạ, như vậy mới dễ trà trộn vô để bắt tội phạm chứ. Thôi, thưa chú con đi trước. Ừ, cố gắng hoàn thành trọng trách nha Tiến. Dạ. Chào. Dạ. Con ngồi đi Quy. Dạ. Ngày mai tôi chính thức chuyển ra bộ công an, nên có nhiệm vụ này tôi muốn phân công cho cậu. Dạ, thưa trưởng cứ giao, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ tuân lệnh. Tốt. Hiện nay có một băng nhóm tội phạm đang manh nha gây dựng, tuy chỉ là bước đầu nhưng xem ra cũng khá nguy hiểm, vì được chỉ đạo bởi một kẻ giấu mặt đứng đằng sau. Một kẻ giấu mặt hả chú? Phải. Đó cũng là lý do chúng ta chưa thể tiêu diệt chúng ngay được. Đập trắng thì phải đập nát cái đầu. Hiện nay đồng chí là gương mặt ưu tú nhất và cũng là người thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Dạ, nhiệm vụ gì vậy? Nội gián. Mày không khai, mày chết đó. Nói. Ngoài mày ra, trong tổ chức thằng nào là nội gián nữa? Giết tao đi. Tôi đánh, đừng đánh nữa mà. Mày tránh ra, tao đập mày luôn bây giờ. Nè, chú Quy, làm gì chú bức xúc dữ vậy hả? Dạ không phải anh. Em. Hay là... Là gì anh? Tôi giỡn thôi mà. Lần nào á chú cũng xanh mặt hết đó nghe. Giờ này em còn cười được hay sao? Chẳng lẽ mày muốn tao khóc hả? Bây giờ ông giải quyết tai nạn sao đây? Thằng này đã được chuẩn bị một lý lịch thật là công phu. Vào tù, ra tù là ân nhân cứu mạng của mày. Mẹ kiếp, ai ngờ nó là một thằng cảnh sát chìm chết băm. Anh cứ yên tâm, tôi chưa hề tiết lộ cái gì cho thằng chó này biết hết. Nhưng mắt nó thấy cái gì, tai nó nghe cái gì thì sao chúng mày nắm được? Chẳng lẽ mày chẻ cái đầu nó ra mày coi hả? Chuyện nó là nội gián, ai cài vô dù sao đi nữa cũng là quá khứ, cũng không thay đổi được. Cái cần hiện nay là tìm hiểu coi nó đã moi móc được thông tin gì và chuyển về cơ quan đó thông tin gì.
đó mới là quan trọng, mày hiểu chưa? Còn nếu dẫn quan cố thì sao? Mày câm miệng, mày đừng hỏi tao những câu dớ dẫn. Sức chịu đựng của tao với mày có giới hạn rồi đó, mày hiểu chưa? Thằng chó. Anh Hải, mày nói cái gì? Tân Trọc bị thanh toán rồi hả? Ai giết nó? Chắc chắn là tay sai của tám mặt quỷ tìm trả thù. Vì khi ở hiện trường, em có nghe một nhân chứng báo cảnh sát là đám sát thủ này khi Lục Hoàng Hí có hét lên: tụi mày dám gây bẫy anh Tám hả? Mày nó đã cùng chơi tụi nó mà tụi nó trả thù lộn là sao? Dẫn tao ra hiện trường, tụi bay tiếp tục bắn thịt đó, chừng nào nó khai thì thôi. Dạ. Mày mày ra ngoài đi. Nhưng anh Hải dặn tao ở đây được rồi, tự tay tao sẽ tra khảo nó. Đi. Mày khai chưa? Hả? Mày biết cái gì? Mày cung cấp như vậy rồi. Nói. Anh cố gắng cầm cự. Tôi sẽ cố gắng đưa ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Bằng mọi giá phải bắt cho được tên Trùm. Mày không được chết. Mày phải sống. Mày phải khai hết. Nghe chưa? Tình hình nguy cấp đến như vậy sao? Dạ phải chú. Nếu chú chậm trễ, tính mạng anh Tiến sẽ khó mà cứu được. Nhưng nếu ra tay ngay bây giờ thì mọi hy vọng tóm cổ ông lão sẽ trở nên mù mịt hơn nữa. Con biết, con biết là chúng ta đã tốn rất nhiều công sức, rất nhiều xương máu mới đi tới được giai đoạn này. Nhưng mà chú à, tính mạng của anh Tiến cũng quan trọng không kém mà chú. Sera, mày biết tao là ai không? Anh Hải dặn không cho ai vô hết. Tao chỉ mang nước cho nó uống thôi. Nó mà chết, tụi bay có chịu trách nhiệm không? Vô đi. Anh Tiến, anh Tiến, tỉnh dậy uống miếng nước đi anh Tiến. Anh Tiến. Cứu người! Lẹ lên! Gì? Tụi bay như cứu người kìa. Sao rồi hả? Nó chết rồi, cấp cứu gì nữa? Được, chủ đồng ý giải pháp của con. Dạ. Tập trung tất cả lực lượng, chuẩn bị tổng tấn công ngay lập tức. Anh Tiến đã hy sinh. Ngọc, Huy, không lẽ nếu chú không cẩn thận cài tiếng vào trước đó để bí mật hỗ trợ cho con thì bây giờ toàn bộ chiến dịch đã bị phá sản hết rồi, đúng không Quy? Dạ, con xin lỗi chú.
chỉ vì sai lầm của con. Mà anh Tiến, hôm nay đã xảy ra quá nhiều biến động có hại cho tổ chức. Đầu tiên là việc lộ ra tên nội gián, tiếp đó là chuyện của thằng Tân Trọc bị đàn em tám mặt quỷ giết chết để trả thù, và cái quan trọng nhất là đã khùng đã bị cảnh sát bắt giữ. Cái gì? Đạt Khùng đã bị bắt? Khi nào? Anh có chắc không anh? Hắn bị bắt ngay từ đầu giờ chiều. Chính anh Tư điện báo cho anh biết. Cái gì? Đầu giờ chiều? Đạt Khùng còn qua bên đồng em mượn gái mà. Hắn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy trên xe, nên hết chối cãi. Thôi chết rồi, hai con gà của em cũng không gọi được. Hai con tép riêu đó, nếu điều tra không có tội thì thả ra thôi. Vô lý. Tôi không tin là ông Đạt Khùng, ông khùng tới nỗi ông đi buôn ma túy. Có khi nào ông bị gài hàng không? Đương nhiên là bị gài rồi. Ai gài? Còn ai ngoài đàn em tám mặt quỷ? Mày chơi đại ca nó ra sao thì nó trả lại y chang vậy, có khác gì đâu. Vậy chuyện này ông lão biết chưa? Mày lúc nào cũng ông lão, chẳng lẽ chuyện này ta xử lý không được sao? Việc quan trọng như vậy thì ông lão phải biết mà ông giải quyết. Đó là chuyện bình thường thôi mà. Mai tao báo cáo cho ông biết. Mẹ nó, Đạt Khùng đợi tụi nó trả thù xong thì thôi đi, còn xử luôn lính của tôi nữa là sao? Tôi phải tính sổ cái vụ đá lộn chuông này mới được. Im đi. Thằng Hoa Sĩ Ke là lính của tôi, chính ông đã ra tay xử nó để cô lập tôi đúng không? Tao cộp cho đầu mày riết mày khùng hả bay? Thằng Hoàng Sĩ Ke là do thằng Tiến Lũ nó giết. Mày không tin mày về mà hỏi tụi nó coi. Cái thứ rác rưởi như mày, ai mà tin nổi? Mày heo mày, chứ mày muốn tao cộp mày mấy cái nữa mày mới chịu làm bán quan hả? Mày im đi. Đây là nhà của tao, muốn làm loạn hả? Anh Tính, anh coi nè, đánh em nè. Tôi có chịu nổi không? Mày lẽ, tao hỏi mày nè. Mày đánh con Diễm mặt bầm dập vậy á, thì hãy đóng vai trò ngoại giao cho tổ chức. Thì nó chửi tôi thì tôi sớp nó thôi. Cái đồ đần, mày bị con Ngọc đặt điều mày không biết hả? Lại liên quan đến con Ngọc nữa hả? Anh phải xử vụ này công bằng cho em á. Không hả, em không chịu thua đâu. Bây giờ có mặt anh ở đây, tôi nói thẳng luôn, bây giờ tôi sẽ nắm lấy quyền điều hành mấy cái nhà hàng đó, không thì tôi bùng lên. Chỉ có vậy thôi. Xìu sủi hả? Tao hãy lé nè. Họp chưa xong mày đi đâu vậy? Thấy chưa, tao không coi anh ra cái gì đâu. Tình hình bây giờ đang rất căng, nếu mà xử nó chắc chắn thế nào cũng có loạn. Diễm à, em hãy ráng nhịn nhục nó, đợi mọi chuyện êm xuôi hết, anh hứa thằng Hải Lê phải trả giá đắt. Được, anh nói như vậy á thì em tạm thời nhịn hắn, nhưng còn con Ngọc kia thì chuyện kinh thiên động địa vậy. Sao thằng Khứa không kêu tôi lên họp? Mẹ nó, nó coi thường tao quá. Mẹ nó. Có chuyện gì vậy? Thằng Đạt Khùng nó bị bắt, nội bộ rối như cành hẹ. Vậy mà cha Tính Ghẻ nó họp khẩn cấp, nó không kêu tôi đi họp. Còn có dễ đi không chứ? Ông làm gì vậy? Thì tôi làm một mũi cho hết điên chứ gì. Không giải quyết được gì hết. Bây giờ á, ông phải lên trên đó hỏi thẳng tụi nó mới đáng là mặt đàn anh có số má chứ. Cô nữa có lý, mai tôi sẽ lên đó. Cho tôi theo với. Thằng Tài nó đang giao hàng trên đó, cô cũng đi luôn thì ai mà trông coi sòng?
mọi chuyện vẫn đang vận hành suôn sẻ. Mà đi có 1-2 ngày đâu có gì lo đâu. Hơn nữa, hôm bữa ông có hứa là giới thiệu tôi cho cấp trên mà. Không nhớ hả? Được rồi, đi thì đi. Chào em. Vui vậy em? Dạ anh, xin lỗi anh, hôm nay quán nó cửa sớm. Bữa khác tụi anh tới ủng hộ ngang. Ờ, tụi anh rất quen mà em. Tụi nói anh nghe không? Tụi anh biến đi. Thôi anh ơi, hôm nay quán đóng cửa sớm, mình qua quán khác đi. Đi. Chắc anh cũng không cần phải vô đâu. Cô có chắc là cô chủ nổi đêm nay với ông Hải không? Thôi, để tôi vô nói giùm cho một tiếng. Đi. Xin lỗi chị, hôm nay quán đóng cửa sớm. Tụi bay bị điên hả? Làm gì vậy hả? Lệnh của anh Hải, không cho chị đến đây. Cút đi. Vô kêu anh Hải ra đây. Chị Linh. Tao nè. Khỏi kêu. Anh Hải, ai cho phép anh ra lệnh cấm cửa Diễm? Nó chỉ là một con gái bị ôm. Tao có thể đưa nó lên được thì tao cũng hạ nó xuống được. Đó là chuyện của tao, được không? Mày, mày đối xử với tao vậy đó hả? Hả? Mày tưởng mày cậy vô tính cùi là mày đè được tao hả? Đâu có cửa. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Anh Hải, anh đi quá quyền hạn của mình rồi đó. Khôn hồn thì dừng lại đi. Mày hù tao hả? Tôi không hù anh. Anh nên nhớ, anh vẫn còn là thành viên của tổ chức. Nếu như anh lộng quyền, tôi sẽ trừng trị anh với tư cách là thanh tra giám sát. Mày thử đi. Ok, nếu anh đã nói vậy thì để tôi gọi anh Tính, gọi điện cho Tư kêu anh qua giải quyết. Thôi. Anh em thôi mà. Chú mày còn trẻ mà nóng tính quá. Anh giỡn thôi. Mày vô đi. Biết điều thì câm cái miệng mày lại. Hôm nay tao cho tụi mày uống xả láng để ăn mừng. Chính thức tao lấy lại những gì tao đã mất. Cảm ơn Hải. Thằng nào á? Thằng nào dám giỡn mặt tao hả? Nhìn kỹ coi, mày không nhớ tao à? Anh Quy. Tưởng mày quên tao luôn rồi chứ. Em đâu có dám. Nhờ có anh lúc trước nói giùm em một tiếng nên anh Tính mới tha cho tội châm chĩa của em. Cũng nhờ anh đã bảo lãnh cho em về động của anh Siêu. Em làm sao dám quên ơn anh. Được rồi, hôm nay mày lên đây làm gì vậy? Dạ em sao? Nếu như mày còn coi tao là ân nhân, biết điều chút đi. Là anh Siêu sai em đem một số ma túy đá xuống cho anh Hải coi mẫu. Ma túy đá? Dạ. Đưa tôi coi. Em giao hết cho anh Hải rồi. Còn chút đỉnh nè, anh muốn thử hả? Ông Siêu lấy cái này đâu ra? Ông lấy bên miên á. Không phải là ông Siêu tính buông cái này chứ? Anh Hải muốn buông thì có, nên mới nhờ anh Siêu làm trung gian bắt mối.
Được rồi, đi đi. Dạ. Nè. Dạ. À, khoan đã. Dạ. Tao hỏi chuyện này, ở dưới chỗ mày có ai tên Hiền không? Dạ có mấy đứa, gái cũng có, mà trợ lý của ông Siêu cũng có đứa tên Hiền nữa. Trợ lý của ông Siêu là nữ à? Đúng rồi, bả làm tốt lắm á. Tên đầy đủ của cổ là gì mày biết không? Mà anh hỏi gì kỹ vậy? À, tao đang làm danh sách thành viên của tổ chức, cho nên phải nắm rõ thông tin như vậy. Em cũng không biết nữa, mà lâu lâu nghe Siêu sủi kêu bả là Hai Hiền. Hai Hiền à? Dạ. Hai Hiền hả? Có phải là chị của em không? Làm cách nào anh có thể cứu chị em đây? Chuyện này để anh lo cho. Nhưng trước mắt phải tạo một sợi dây liên lạc giữa em và chị hai em cái đã. Chờ anh chút. Chị hai á, chị đã trốn thoát được một lần rồi, nhưng mà vì em á, chị mới quay trở lại. Chị có biết chị hai đang ở chỗ Siêu sủi không? Có lẽ là không. Được rồi, em hãy bình tĩnh. Trước mắt là tránh mọi hành động khiêu khích của Diệp, cũng như đề phòng mọi mưu đồ của ạ. Anh sẽ tìm cách nắm hết tình hình cho chắc chỗ của chị hai, rồi sẽ tính sau. Anh Huy. Chào em. Sau khi xem xét những hồ sơ điều tra trước đây do Trung tá Vũ phụ trách, tôi phát hiện ra ở một số trường hợp có dấu hiệu làm sai lệch tính chất vụ án để tội phạm được nhẹ tội, thậm chí là vô tội. Vì tính chất nhạy cảm của vấn đề này, tôi muốn xin ý kiến của thiếu tướng. Đồng chí là sếp trực tiếp của Trung tá Vũ, nên tôi nói thẳng, Trung tá Vũ đã dính chàm trong vụ án của Tính Cùi. Ồ, thiếu tướng chắc chắn chứ? Tôi thậm chí còn có cả bằng chứng nữa kìa. Nhưng vì chiến dịch hiện nay đang ở giai đoạn vô cùng nhạy cảm, bức dây có thể động rừng, cho nên tôi tạm thời chưa sợ tới gáy Trung tá Vũ, mà chỉ cách ly anh ta ra khỏi vụ án này. Hiện Trung tá Vũ sau khi lập công bắt được Đạt Hùng, đang xin tu đại đạt nguyện vọng tới thiếu tướng, xin trở về ban chuyên án. Giờ tôi mới hiểu được động cơ của hắn. Con sâu này chắc là phải trả một cái giá rất là đắt. Nếu hắn đã có ý như vậy mà chúng ta làm ngơ, thì hắn sẽ càng nghi ngờ chuyện bị phát giác. Cho nên tôi sẽ đồng ý nhận lại Vũ. Ý của thiếu tướng là chúng ta tương kế tụ kế à? Đúng vậy. Cú đấm nốc ao sắp được tung ra mà muốn đánh sập toàn bộ tập đoàn tội phạm của ông lão, nhất thiết phải có một tay trợ giúp của anh Tư. À, anh Tư à? Phải, anh Tư Vũ. Ồ. Bác Năm mày về kìa ba Hiếu ơi. Nè ba. Anh Năm.
Đưa đệ anh Năm về rồi hả? Dạ. Mừng quá. Anh Năm khỏe chưa? Khỏe rồi. Có nhận ra ai đây không? Tâm Bách chưa ai? Dạ. Dạ. Tôi tỉnh được hết không? Cha ơi. Chú Năm. Chú Năm có nhận ra con không? Để tía đây mà. Thôi, vô nhà nghỉ Năm. Dạ, con chào chú. Bà ơi, tôi về rồi nè. Tôi cũng muốn đi theo bà lắm nhưng mà chưa có được. Phải đợi tôi nó về đông đủ hả bà ha? Chờ tôi nha bà. Ráng chờ nghe bà. Tía, bên công an họ có nói gì không ông? À, cũng có. Họ nói mình cứ yên tâm chờ đợi đi. Không những ba Ngọc và hai Hiền mà một số các cô gái khác ở trong tay bọn chúng á cũng sẽ được giải thoát. Vậy là mừng rồi. Anh Năm. Dạ, hôm nay Tư Nghĩa biết bắt Năm về nhưng không tiễn được vì sợ lộ tung tích. Tía, tía ráng bồi bổ sức khỏe để mà còn đón chị Hai Hiền nữa nghe tía. Ờ, phải chờ tụi nó đầy đủ không? Anh hai bị tụi nó gài một cú quá đau, nếu mà bỏ qua thì rất là nhục. Tụi mày tính sao? Bây giờ xử đi, nó đi. Nó đi. Đi. Khoan khoan. Mọi người bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Mày thấy cái mặt tao như vậy nè, tao còn dám chơi á? Mày chết nhát hả? Tôi thấy anh coi à, anh tỉnh táo chút đi anh. Bản thân anh cũng biết là Đạt Khùng là người có gia thế trong tổ chức, dĩ nhiên là chuyện cứu ảnh sẽ được người trong tổ chức lo. Bây giờ anh muốn trả thù đúng không? Anh xách quần anh đi chém người ta, lỡ như có hậu quả nghiêm trọng thì ai chịu trách nhiệm hả? Tới đâu hay tới đó mày. Sao tôi nói mà sao mày nghe hãng tao ngoài vậy? Anh coi à, không lẽ mình cứ thích là mình cầm hàng xã như vậy? Chẳng khác nào những băng nhóm tự phát khác đâu. Anh nghe em đi, mình có làm gì cũng còn phải biết chờ lên cấp trên chứ. Mày nói cũng đúng á, mình ráng chờ thêm ít bữa nữa đi. Mấy sếp ở trên tính chuyện đại cai ra sao, lúc đó thì mình chơi. Em đã cho xử lý cái xác của Tiến Lũi rất là êm thấm, không ai mò ra được đâu. Đồ ngu! Tiến Lũi không phải là tên nội gián duy nhất đâu. Ý anh nói là còn một tên khác nữa à? Chú nên nhớ, anh Tư đã cảnh báo chuyện này trước khi Tiến Lũi ra tù, đúng không? Dạ. Vậy để em hỏi lại anh Tư một lần nữa cho chắc. Linh cảm của ta đã cho thấy vẫn còn có nội gián còn sót lại trong tổ chức. Ở thượng tầng em nghĩ là không có đâu. Nếu có thì cũng chỉ là mấy tên cắt ké thôi. Anh à, có khi nào anh đã nghi quá không anh? Đến bây giờ có biết tại vì sao tên Hoàng Hí lại phát hiện ra chuyện nằm dùng của Tiến Lũi hay không?
vì cả hai đều đã chết nên không rõ nguyên nhân. Ngay cả bản thân Hải Lé cũng đang tin dùng tiếng lũi đó thôi. Bể chuyện thì mới thất kinh. Đúng là hắn đã được bên công an dày công xây dựng một lý lịch quá tốt để xâm nhập tổ chức mình. Em nghĩ là thằng Tiến Lũi khinh suất chuyện gì đó, bị thằng Hoàng Hí phát hiện nên nó mới giết người diệt khẩu đó. Không thể võ đoán một chuyện mang tính sống còn như vậy được. Hơn nữa cái chết của Tân Trọng cũng còn nhiều quẩn khúc lắm. Ta không tin hắn bị đàn em của Tá Mặt Quỷ trả thù một cách đơn giản kiểu đó. Trong khi đã gài được cái vụ của Hải Lé, hãy gà lại xem hai án mạng này có liên quan gì tới nhau hay không. Dạ, em làm liền. Khoan đã, một mình ông không thể làm được chuyện gì đâu. Hãy giao cho Huy làm chuyện này. Anh nói sao ạ? Hãy giao cho Huy làm việc này. Giao lại cho thằng Huy. Còn nữa, nhờ anh Tư chạy án cho đạt cùng. Để đợi lâu quá hắn không thấy được cứu, hắn nổi khùng lên khai hết thì là chết mình. Nhưng mà cái tội buôn ma túy rất là nặng, em nghĩ là hơi khó đó. Thì bởi vậy mới nhờ anh Tư tập trung làm sáng tỏ cái vụ gài hàng này để giải qua cho đạt cùng. Cần á thì dúi thêm một mớ nữa, hiểu chưa? Dạ. Ê, đi đâu đây chú hai? Dạ, tôi vô quýnh bài. Mà tôi thứ ba chứ không phải thứ hai. Dạ, tôi tên Hiếu. Ý nói ông là hai lúa đó. Có tiền không mà vô đây quýnh bài? Dạ, có chứ. Nhiều đầy đủ không anh? Ờ, có tới đây chơi lần nào chưa? Dạ chưa. Được rồi, theo tôi vô đây kiểm tra. Dạ. Dạ, cảm phiền anh. Anh đặt ngón tay vô đó giùm em. Ngón nào? Dạ, ngón này. Dạ, khách mới, cho vô đi anh. Đi, theo tôi vô đây đâu phỉnh. Anh ơi. Cái gì nữa? Anh cả ơi, em nghe nói ở đây có cho xả xui phải không anh? Có rồi sao? Vậy tôi không có muốn đánh bài, tôi muốn xả xui được không? Trừ khi nào á ông thua sạch túi, cái đó chỉ là ăn ủi thôi. Giờ có chơi không? Quýnh hết cái tiền này mới được chơi hả? Ừ. Sao? Ừ. Đi. Dạ, hôm nay Siêu Sủa đi Sài Gòn họp, ổng đồng ý cho chị đi theo rồi. Vậy hả? Vậy là hay quá rồi. Ủa mà em đang ở ngoài vô kiếm chị làm chi vậy? Ủa em vô kiếm chị chi vậy? Nhỏ này. À, em nhớ ra rồi. Chị cho em mượn tấm hình của chồng chị đi. Chi vậy? Đưa đi, chị cho mượn coi đi. Lẹ đi, gấp lắm đó. Tự nhiên bữa nay đòi coi hình ổng vậy? À, lẹ đi lẹ đi. Ờ. Nè, đúng là ảnh rồi. Thằng cha già mất dịch đó, anh chịu hết nổi rồi. Thời cơ chỉ chín mùi đó anh hai. Anh em mình mà sơ sẩy, ông lão mà biết được chuyện gì, coi như một bá dương của anh em mình là xong. Lão nói trong tổ chức, ngoài tên Tiến Lũi ra còn một tên nổi gián khác nữa. Giờ giao cho chú tìm ra tên này. Cái gì? Một tên là đủ mệt rồi, lòi đâu ra thêm tên nữa. Lão đang nghi hơn Tào Tháo nữa. Anh nói là không có mà lão cứ khăng khăng. Thôi được rồi, anh hai cứ để chuyện này em lo, em biết cách xử lý mà. À, có chuyện này em muốn hỏi anh. Chuyện gì? Sau khi mình diệt Tiệp Sẹo, thị trường ma túy đá có gì bỏ ngỏ?
Nhưng dạo gần đây, em có nghe được một nguồn tin là có một nguồn cung cấp bí ẩn đang thao túng thị trường. Anh hai biết tin đó không? À, vậy hả? À, anh chẳng bận tâm nên cũng không để ý tới. Một thị trường lớn như vậy, không lẽ ông lão không nhúng tay vô? Chú cũng biết rồi mà. Nguyên tắc của ông lão là không đụng vô ma túy. Bây giờ ông chỉ lo vụ chuyển qua bất động sản thôi. À, chú lo vụ đó tới đâu rồi? Dạ xong rồi anh. Dạ, đây là giấy phép thành lập công ty. Em cũng đang tính là rút tiền ở tất cả các tài khoản của ngân hàng, tập trung thành một mối, tạo một nguồn vốn lớn. Có như vậy thì hoạt động kinh doanh rửa tiền của mình mới không bị để ý. Nhưng nếu chịu mảnh ra, khi chú bị công an tóm cũng mất chút ít thôi. Anh hai đừng có lo, với trình độ của em thì không cảnh sát kinh tế nào rời gáy được tụi mình đâu. Anh hai chỉ cần ký tên cho em là được. Ok, tôi tin chú. Chơi đi, giỡn gì giỡn hoài vậy? Ba cào. Trời ơi, ăn hết luôn của mình tôi rồi. Chơi hết cái tiền của tôi luôn. Chơi hết luôn đi. Chơi nữa đi, về lại đi. Đặt hết luôn. Rồi chia lại đi. Đố mày lần này mà mày ăn được nước của tao à. Chơi đi. Dạ. Tôi bù rồi. Tôi thua hết tiền rồi. Anh ơi. Trời ơi. Tôi thua rồi. Thằng này nó khùng rồi. Cô chú lấy hết tiền của con đi. Tôi thua hết tiền rồi. Anh cho tôi lựa gái đi anh. Thắng thì cười này, nó thua nó cười. Ông có bệnh không vậy? Dạ không. Em khỏe lắm. Đi anh. Được rồi. Theo tôi vô chọn gái. Dạ, cảm ơn anh. Đó, vô phòng đó đó. Vô chọn lựa đi. Chị định tránh mặt ảnh thiệt hả? Chị không thể gặp ảnh được. Nhưng mà người ta đã cất công lên đây tìm chị mà. Chỉ một chút nữa thôi là chị được gặp ba Ngọc rồi. Chị hy sinh tất cả cũng chỉ vì chờ đợi giây phút này. Nếu như bây giờ chị không ngăn được cảm xúc, chị gặp anh ba, thì lỡ sự rủi phát hiện ra ý đồ của chị thì sao? Em cũng hiểu ý của chị mà đúng không Thanh? Em hiểu. Nhưng mà chị làm như vậy đau lòng lắm. Với lại mà tội cho chồng chị nữa. Thôi chị đừng có khóc nữa. Em sẽ tìm cách giúp chị. Anh trai ơi, cho em chọn cô khác nữa thôi. Đi khách hết rồi, ở đây bây giờ chỉ còn có chuyện này thôi. Nè anh kia, nhìn lại mình đi. Quê mùa một cục mà bày đặt kén cá chọn canh nữa. Dạ, em cảm ơn mấy chị. Anh ơi. Cái gì nữa? Ở đây có phải động có xỉu sủi không? Phải thì sao? Anh là công an chìm tính giờ la tin tức hay gì? Dạ không. Em vô đây làm kiếm cô Hai Hiền. Cô Hiền, nghe nói cái cô đó cổ ngon lắm hả anh? Ở đây hai ba người tin Hiền lận, nhưng mà đi khách hết rồi. Bây giờ chịu thì mốt, còn không chịu thì thôi đi về. Mai mốt gặp lại. Đi. Đi ra ngoài đi. Anh ơi, khoan. Tôi chưa được hưởng sức ăn ủi nữa mà. Sao anh ủi tôi vậy? Ăn ủi cái gì mà ăn ủi? Nhưng mà... Để đó cho em anh. Mày giải quyết cho thằng Khứa này đi. Tao mệt mỏi với thằng Khứa này lắm rồi đó. Dạ. Anh
anh là ba Hiếu đúng không? Dạ phải. Ủa mà sao cô biết tôi? Em có xem qua tấm hình anh chụp chung với chị Hiền. Hai Hiền hả? Cô ơi, cô biết vợ tôi đâu không cô? Cô là bạn cho tôi gặp vợ tôi đi cô. Trời ơi, anh làm gì lá lớn quá vậy? Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Chị Hiền không còn ở đây nữa. Ủa, không còn là sao? Thôi nghe, cô giỡn cứ đó là tôi đứng tim đó nghe. Tôi không có giỡn với anh. Đúng là chị Hiền có làm ở đây một thời gian, nhưng mà chỉ làm ở trong văn phòng với em thôi, không có tiếp khách. Trời ơi, tôi không có quan tâm tới chuyện đó. Nói nhỏ nhỏ. Tôi muốn gặp vợ tôi. Tôi nhớ vợ tôi lắm. Cô làm ơn đi cô. Chị nói chị cũng nhớ anh, chị cũng nhớ gia đình lắm. Nhưng mà sao cô? Chị không có ở đây. Không có ở đây là sao? Tôi không biết. Vậy chứ cổ đi đâu? Tôi không biết luôn. Rồi cô đi bao lâu rồi? Hơn tuần rồi. Trời ơi, Hai Hiền ơi, em có biết là anh đau khổ lắm không Hai Hiền? Làm gì mà khóc vậy? Đứa nào hiếp em? Nói tôi dặn hỏng đi cho. Hôm nay là giỗ má tôi. Tôi nhớ má quá nên tôi khóc. Hay là em về thăm nhà mấy bữa đi hả? Dạ thôi. Anh không sợ là tôi trốn luôn hả? Lúc trước tôi nói tôi nợ cô một bạn rồi mà. Cô về lúc nào trả được, đúng không? Anh cứ cho tôi theo anh lên Sài Gòn trước đi. Còn về thăm nhà hay không tôi sẽ tính sau. Được, đi. Gần tới giờ rồi. Dạ em chào anh Siêu. Thằng này lại. Dạ khách của em. Siêu sủi. Cái thằng hồi nãy là siêu sủi hả? Ơi, im đi. Sao nói lớn quá vậy hả? Anh có biết ở đây là đâu không? Anh mà lạ lớn như vậy là chị Hiền gặp nguy hiểm anh biết không? Chứ bây giờ tôi phải làm cái gì? Bây giờ anh đi về. Tôi sẽ kêu chị Hiền liên lạc với anh. Nhưng mà nhớ không có được manh động nghe chưa? Chị Hiền sẽ gặp nguy hiểm lắm đó, anh biết không? Anh về đi. Đợi tôi lâu chưa? Tôi vừa mới họp ra. Bữa nay anh Tư ngăn hôm sau mà dám gặp em. Nè, tôi có một tin quan trọng muốn báo cho ông biết. Chuyện gì anh? Mình vô xe đi. Anh được trở về ban chuyên án của tướng Trực phải không? Làm sao ông biết? Tụi tôi đã hy sinh con mã cho anh tiếp cận vua. Anh mau quên quá vậy anh Tư? Tôi chỉ đùa thôi. Đúng là tướng Trực đã cho tôi trở về ban chuyên án. Mục đích quan trọng nhất của chúng ta đã đạt được. Vậy thì con mã đó cũng đã trở thành vô dụng. Anh có thể loại bỏ được rồi. Không được. Vì Đạt Hùng đã được di lý
về trại giam của bộ. Sao? Chẳng lẽ ông nghi ngờ gì hay sao mà lại chuyển trại cho đặc khu? Không phải, vì hắn là thành phần quan trọng của vụ án, mà vụ án thì do bộ phụ trách, nên chuyển trại cũng là bình thường. Anh không sợ nó ngứa miệng khai bậy sao? Tôi nghĩ một tay đầu sỏ như hắn thì đâu có ngu, trừ khi bị ép vào đường cùng thôi. Cho nên là chúng ta cần một chuyến thăm nuôi thân mật để giải tỏa tâm lý cho hắn. Vậy là yên chuyện. Dạ, em biết rồi. Đây, phần này là của anh, đã hao tâm tốn sức thời gian gần đây. Phải có thứ này thì tôi mới mua thuốc nhuộm tóc. Mấy bữa nay tóc bạc hết rồi nè. Em cũng không biết nữa, mà lâu lâu nghe sều sủi kêu bả là Hai Hiền. Bỏ cho em đó. Cảm ơn anh. Anh đi nha. Dạ, bữa sau lại tới nha anh. Ừ. Ngọc, chị có chuyện muốn nói chào với bà em chủ. Chào anh. Anh vui vẻ nha. Vui. Chị em muốn nói chuyện chút xíu nha. Chị có chuyện này muốn nói với em. Ngoài sự căm hận chị ra thì tôi với chị không có gì để nói với nhau hết á. Ngọc, em tha lỗi cho chị nha. Chị cảm thấy có lỗi lắm. Chị đang đóng kịch với tôi đó hả? Em nói như vậy chị đau lòng lắm Ngọc. Chị mà cũng biết cắn rứt lương tâm nữa đó hả? Chị biết bây giờ em rất là thù chị. Chị chấp nhận tất cả. Chị chỉ mong em tha thứ cho chị thôi. Tha thứ cho chị hả? Chị có làm cho má tôi sống lại được không? Vậy chị có làm cho chị hai tôi trở thành một người trong sạch được không? Chị làm được điều đó không? Chị có thể đưa Hai Hiền trở về. Bộ chị biết chị hai tôi ở đâu sao? Chị biết. Sau khi cứu Hai Hiền xong, Chị sẽ đi ra công an để tự thú. Chị ghê tởm bản thân mình lắm. Em tên chị đi Ngọc. Vậy chị làm sao để cứu chị hai tôi? Hai Hiền đang bị giữ ở động Xìu Sủi bên kia biên giới. Chị có thể giải thoát cho Hai Hiền được. Được. Nếu chị muốn tôi tin chị có thành ý, làm ngay bây giờ đi. Ngọc à, nếu muốn cứu Hai Hiền á thì phải có em xuống đó mới được. Tại sao phải có mặt tôi? Vì có như vậy á, Xìu Sủi mới tin hai người là hai chị em. Chị sẽ xin hắn tha cho Hai Hiền. Trước mắt là tránh mọi hành động khiêu khích của Diệp, cũng như đề phòng mọi mưu đồ của ả. Anh sẽ tìm cách nắm hết tình hình cho chắc chỗ của chị hai, rồi sẽ tính sau. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này rồi báo cho chị biết. Ngọc, nửa tiếng nữa là có chuyến xả hàng về đó. Nếu như em đồng ý, mình đi cứu Hai Hiền liền nha. Tại sao phải gấp như vậy?
Chẳng lẽ em không muốn cứu Hai Hiền càng sớm càng tốt hay sao? Em làm cái nghề này em cũng biết mà, mỗi ngày tiếp khách đó, có biết bao nhiêu là rủi ro, mà thậm chí còn bệnh tật nữa. Em suy nghĩ đi. Chị ra ngoài đợi em nha. Chào chú. Đây là toàn bộ vốn liếng của tổ chức, từ nhiều ngân hàng được con tập trung thành một mối. Chú chỉ cần phong tỏa một tài khoản này là đủ rồi, bọn chúng sẽ đều đứng ngay. Ông lão sẽ không ngờ là việc giao cho con thành lập công ty bất động sản lại là giao trứng cho ác. À chú, còn cái này nữa. Đây là ba túi đá mà Hải lén nhờ siêu sủi mua giùm. Con chỉ biết vậy thôi, không biết có đúng hay không nữa. Chú kiểm tra lại xem loại ma túy này không biết có trùng với loại hàng có logo đầu lâu hay không. Xem ra nội bộ của chúng nó đã đến hồi nội chiến rồi. Không những chỉ tính cùng muốn làm phản, mà cả Hải Lé cũng vậy. Tất cả cũng vì tiền bạc và quyền lực. Ủa chú, tình hình Đặc Khùng sao rồi chú? Chú đã chuyển Đặc Khùng về trại giam của Bộ Công an rồi. Ủa? Để phòng trường hợp, tính Cùi sẽ cho người thanh toán. Nhưng mà nếu chú làm vậy, chứ không sợ anh Tư sẽ nghi ngờ sao? Làm sao nghi ngờ được? Khi chú mới điều động anh Tư về lại ban chuyên án. Chú nói sao? Anh Tư vẫn còn hữu dụng cho kế hoạch của mình, cho nên cứ khai thác hết rồi bắt sau cũng được. Hiện nay vị thế của con đang vững như thạch, cho nên không phải lo anh Tư lần ra con đâu. Dạ, con hiểu. Nhưng mà có lẽ sau chuyện của Tiến, chú cũng không nên giấu con chuyện này nữa. Chú đừng nói với con là vẫn còn một đặc tình đang làm nội gián trong tổ chức. Đúng vậy. Con biết đó là ai không? Dạ, chính là em trai của ba Ngọc, Tư Nghĩa. Chú, gia đình sẽ không bỏ rơi mày đâu. Anh nhớ đó, tôi ở đây lâu là tôi đổ bệnh, anh cũng mệt đó. Mày yên tâm, tụi tao sẽ gửi đồ cho mày rất nhiều, không có thiếu thốn gì đâu mà sợ bệnh hoạn. À quên nữa, vì đồ ăn nhiều, mày ăn xong nhớ đánh răng cho sạch nghe, nếu không bị sâu răng đó. Tự nhiên tôi thèm nhậu quá. Mày thèm nhậu hả? Được, vậy để tao về chuẩn bị đại tiệc để đón tiếp mày nha. Vậy nha. Dừng lại. Tụi em có 5 phút để đi vệ sinh. Dạ. Ủa Ngọc, em có muốn đi vệ sinh không? Không cần thiết. Ngồi xe nãy giờ lâu rồi, em đi xuống cho nó thoải mái tay chân đi. Bây giờ chị đi vệ sinh nè,
Em có muốn đi cùng với chị không? Không, tôi không có nhu cầu, chị cứ đi đi. Chú Mười. Ủa, cậu Huy. Dạ. Bữa nay rảnh không? Làm với lão vài gián nha. Dạ thôi, chắc để bữa khác đi chú. Chú, mấy bữa nay chú có thấy ông Hải với con Diễm xung đột gì không? Ông Hải đi đâu mấy bữa nay? Có muốn gây cũng không được. Ủa, ông Hải đi đâu chú biết không? Tôi lao công sao biết được cậu. Dạ vậy thôi, chú cứ làm việc tiếp đi. Dạ. Mày đâu vậy? Mày không biến đi thì tao cho mày ăn thẹo. Tôi đi tìm Hải Lé. Không có anh Hải ở đây, mày nghe rõ chưa? Nè, người nhà không à, kéo nó vô đi. Vô mày. Không ưa mà gặp mặt ra hoài ha. Xin lỗi anh, tôi không phải đến đây tìm anh. Nè, ăn nói cho đàng hoàng, biết tao lại không? Tôi chỉ biết một mình đại ca của tôi thôi. Ăn nói ngang tàng lắm. Mày tới đây kiếm Hải Lé làm gì? Không có Hải Lé thì có anh cũng được. Tôi chỉ muốn biết là tổ chức đã có kế hoạch gì giải cứu Đạt Hùng, đại ca của tôi ra chưa? Tao không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi đó của mày. Vậy thì thôi, câu chuyện chấm dứt ở đây. Mày đi đâu vậy? Kim gái, được không? Được. Vậy tôi dắt mày đi. Thôi khỏi, tự tôi đi. Để tôi dắt mày đi. Đi. Gái còn cần kiếm trong đây nè. Anh xàm quá. Anh biết tôi kiếm ai không mà dắt tôi vô phòng này? Kiếm chị của cậu, đúng không? Chị... anh đúng là tào lao. Chị nào ở đây? Ba Ngọc. Chị của cậu đã kể hết cho tôi nghe về cậu rồi. Anh nói cái gì? Chị... tôi cũng biết chuyện của hai người nữa. Anh là ai? Một người rất thân với ba Ngọc. Yên tâm đi. Ngọc à, anh Quy nè, mở cửa cho anh đi. Ngọc, có nghe nói không? Em, có chuyện gì vậy? Em có biết là em đẹp nhất trong đám gái đó không? Anh muốn cái gì? Nhiêu đây có đủ vui vẻ với em không? Được thôi. Vậy bấy nhiêu đây đã đủ chưa? Hả?
ơi, Ngọc ơi cứu chị Ngọc ơi, Ngọc ơi đau quá, cứu chị Ngọc ơi, chị sắp chết rồi Ngọc ơi, cứu chị, Ngọc ơi, Ngọc ơi cứu chị, Ngọc ơi cứu chị, cứu chị với em ơi. Chuyện gì vậy chị Diễm? Chị bị rắn cắn, chị bị rắn cắn rồi, trời ơi chắc là rắn độc quá, chị sợ quá, chắc chị chết quá. Chị ngồi im đi, cố gắng chịu đựng chút đi, để tôi kêu người vô cứu chị. Không kịp đâu Ngọc, không kịp đâu, chắc chị chết quá. Nọc độc này chạy nhanh lắm. Em kiếm cái gì, kiếm cái gì buộc lại giùm chị đi. Để nọc độc lên tim là chị chết đó. Được rồi, cứu chị với Ngọc ơi, cứu chị với Ngọc ơi, chị đau quá. Thôi chị ráng chịu đựng một chút đi, tôi cột lại đã. Đau quá. Em tốt với chị quá. Chị hối hận quá, chị hối hận quá. An nghỉ ngàn thu nghe con. Chỉ có vậy thôi. Chịu đau đâm hai nhé, vậy mà lừa được mày rồi. Anh, chị Diễm với Ngọc làm cái gì mà lâu quá vậy? Mày nhiều chuyện quá, lên xe đi. Ủa, con Ngọc đâu chị Diễm? Nó bỏ trốn rồi. Trời, chị giỡn hoài. Chị giết nó luôn hả chị? Rồi sao? Tao giết nó rồi. Dạ cậu chủ. Có chuyện gì vậy? Cô My cô tự tử rồi. Cái gì? Tại sao? Dạ tôi nghe mấy cô kia nói là cổ chơi hàng đá nhiều quá, trong cơn kích động cổ đã tự cắt cổ tay tự sát. Ông là chủ nhà hàng này à? Không, bà Diễm mới là chủ, còn tôi chỉ là trợ lý thôi. Nè, tôi lỡ nói là chủ rồi. Mày chơi tao hả? Không phải, bà Diễm không có mặt ở đây, anh phải có trách nhiệm chứ. Với lại chủ mình làm ăn đàng hoàng mà, có gì đâu phải sợ. Bà Diễm bà biết chưa? Sáng giờ gọi không được. Mời anh theo tôi vào trong làm việc. Mẹ đó, mình mới ra trại, không lẽ bây giờ vô trại nữa. Cậu chủ, bộ cậu chủ tính mở trại chăn nuôi hả? Trại cái đầu của ông á. Tao mới vô trại thăm thằng Tám Mặt Quỷ. Khi nói chuyện với nó lấy cha lấy mẹ ra thề với tao. Nó không có gài hàng đặt không. Có thể là ông không hại, nhưng biết đâu đám đệ tử trả thù thì sao? Tao cũng qua bên đó hỏi rồi, dám chắc ở bên đó không thể nào cả gan làm chuyện này đâu. Nếu như vậy thì ai làm chứ? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Là sao? Đương nhiên là tôi không biết. Thiệt không? Hay là mày a vui cho thằng sếp của mày hại đặc khùng rồi đổ tội cho Tám Mặt Quỷ? Anh Hải, anh tính mà biết chuyện anh vu cáo ổng, anh thử coi anh có được yên không. Thầy trò mày cái con mẹ gì mà làm không được. Mà nhiều khi có âm mưu lật đổ cả ông lão.
cậu Huy. Cậu chủ lúc nãy nói lật đổ ông lão nào đó là sao hả cậu? Chú hỏi chuyện đó làm gì? Không phải chuyện của chú. Dạ tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đi làm việc đây. Ê chiếc hủ, sao mà mặt đơ dữ vậy? Trong tiệm mày có một đứa đập đá. Lên đường, công an mới kéo cả đám đến đây nè. Tao xì ke mấy chục năm rồi, mới đập đá chưa gì đã băng hà. Mày dắt con nhỏ này tới đây chi vậy? Nó muốn đi lên đây cho biết. Con Diễm đâu rồi? Nó đi đâu từ sáng tới giờ? Mày tính chừng nào gặp tính cùi? Tao mới vừa điện cho Khứa nè. Chúc Khứa qua đây. Ủa, hàng thằng Tài nó đưa tốt hơn trước đúng không? Thôi, cô đi vòng vòng chơi đi, đừng có mó tay mó chân, phá gì là được rồi. Dạ. Tao mới kiếm được mối tiêu thụ, mày gom cho tao 2 ký đi. Tao lấy giá gốc cho mày là 700 triệu một ký đó. Vậy mai tao sẽ gom tiền đưa cho mày. Mày tính tục cái con Diễm đúng không? Mày chưa biết vụ tao đo dán nó rồi hả? Hồi nào thấy vụ con My á, tao sợ quá. Chắc điều này tao bỏ đập đá quá à. Bỏ rồi, lấy sức đâu mà tiếp khách. Chắc nó buồn tình ông Hải cặp con Ngọc. Cho nên nó đập cái kiểu chết bỏ đó. Cho tôi hỏi. Chào chị. Chào chị. Tôi muốn tìm Ngọc thì phải tìm ở đâu vậy em? Ngọc nào chị? Ngọc mà tụi em mới nói đó. Nhắc mới nhớ, hồi sáng giờ luôn buông vụ con My mà em không thấy con Ngọc đâu hết á. Phải rồi, trước lúc con My chết, nói với bà Diễm có leo lên xe hơi rồi đi đâu mất tiêu á. Ngọc đi với Thúy Diễm, em có chắc không? Em thấy rõ ràng mà. Ủa, mà chị là ai vậy? Ai vậy? Không biết nữa. Mẹ nó, chuyện này mà đến tay ông lão, mình chết chắc. Hải Lễ không phải tay vừa đâu. Nếu như hắn biết được anh chính là thủ phạm trong chuyện gài đầu đặt hùng thì chắc chắn hắn sẽ quỳ hiếp anh đòi quyền lợi. Quyền lợi gì? Thì có gì quyền lực hơn trong tổ chức chẳng hạn? Phải. Một kẻ tham vọng và nguy hiểm như nó, chuyện gì chẳng làm được. Gì đó Siêu? Cái gì? Mày đang ở bên Hải Lé hả? Chứ vậy? Bây giờ tao không rảnh. Thôi được rồi, mày chờ tao ở đó đi. Có chuyện gì vậy anh? Thằng Sư Sủi nó trách mình, hôm qua họp không kêu nó. Bộ coi thường nó vậy sao? Làm trò đó mà. Tình hình bây giờ đang đối như hẹ. Thằng Đặc Khùng thì đã bị bắt, Hải Lái Thiếu Diễm đấu đá với nhau một mất một còn. Mẹ nó, giờ thêm Sư Sủi gàn dở này nữa. Anh phải qua đó so dịu mới được. Nếu chuyện này ầm ĩ đến tay ông lão thì mệt lắm. Nhiều khi lòi ra cái vụ mình lừa ổng úp sọt Đặc Khùng không chừng. Để em đi với anh. Được, chở anh về thay đồ đi. Dạ.
Em mời anh. Lần này cậu trở lại bản chuyên án thì phải tập trung hết sức mình để giải quyết nhanh khúc xương này. Dạ, em hiểu. Tình hình đến đâu rồi anh Năm? Như cậu cũng đã biết rồi đó, sau khi đặt tình của mình là đồng chí Tiến đã bị chúng phát giác và anh Dũng hy sinh, thì mọi kế hoạch đều bị đóng băng. Chiến dịch theo đó phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Diễn biến đang theo chiều hướng bất lợi cho chúng ta đó. Chúng ta đang giữ Đạt Hùng trong tay, chẳng lẽ chúng ta không moi được thông tin gì về ông lão sao? Hắn là một tay cáo già lọc lõi, cho nên đến bây giờ vẫn kín miệng kêu oan. Tuy nhiên vẫn cần phải cô lập hắn để khai thác thêm về thượng tầng của tính cùi. Anh Năm à, anh cho em hỏi thật, ngoài Tiến ra thì hiện nay mình còn nội gián nào đang nằm trong vùng hay trong ổ tụi nó không? Dạ thủ trưởng. Cảm ơn cậu. Dạ. Vì là sao anh Năm? Chuyện gì? Chuyện em vừa mới hỏi đó. Nếu còn nữa thì nói làm gì? Chiến dịch đâu có ách lại như bây giờ. Anh Năm à, anh có thể giao chuyện cày cấm này cho em được không? Dù sao thì em cũng có kinh nghiệm về cái tổ chức của tụi nó. Để tôi suy nghĩ lại đã, rồi báo cho cậu sau. Bây giờ cậu cứ về cơ quan đi, khi nào cần thì tôi sẽ kêu cậu. Dạ. Chú ngồi đây chờ tôi chút nghe. Dạ. Dạ, anh hai cho em cùng như vậy lại cái. Nè, nhanh đi chú. Sư huynh Gia Lâm.
Tôi cứ tưởng không thèm giác mặt qua đây cho tôi thưa chuyện đi chứ. Dạ chào anh. Nhỏ này nhỏ nào? Trợ lý riêng của tôi, làm việc rất hiệu quả. Dạ, em tên Hiền. Hiện giờ thì em đang phụ trách về... Cô ra ngoài đi. Có mặt tao đây rồi nè. Mày muốn thưa gì thưa đi. Tôi muốn biết tại sao Đạt cùng bị bắt. Ông họp khẩn cấp và tại sao không kêu tôi lên. Đã gọi là họp khẩn, mày thì tuốt ở tận dưới kia. Chẳng lẽ gọi mày, mày đi trực thăng lên à? Thì việc công an bắt giữ Đạt khùng chẳng những khiến tổ chức mà cả giới xã hội đen rúng động nữa. Bây giờ chúng ta phải co cụm lại để phòng thủ. Hoạt động sẽ không được tự do thoải mái như lúc trước nữa. Mày hiểu chưa? Đó là ở trên này thôi. Còn ở dưới hốc bò tó của tôi sợ đách gì. Đạt khùng đâu phải do tá mặt quỷ trả thù, mà do một thế lực bí ẩn nào đó. Ý mày là thế lực lạ hả? Phải. Chỉ cần phanh phui ra đứa nào đứng sau và biết ý đồ của tụi nó muốn gì thì việc cứu Đạt khùng có khả thi hơn. Ngoài tá mặt quỷ ra còn ai thù quán với Đạt khùng không? Đã là giang hồ thì không nợ máu với dân lành, cũng không gây thù chuốc oán nhau trong giới. Tuy nhiên, chuyện thằng Hải Lé nói tao sẽ điều tra lại. Mặt khác, tao sẽ nhờ anh Tư tìm cách gỡ giùm cho Đạt khùng. Vậy ông lão biết việc này chưa? Biết, nhưng vẫn thận trọng, chưa có chỉ đạo gì. Anh Hai, em có điện thoại, em ra ngoài chứ? Hay có khi nào là nó không? Mày đừng có nói bậy. Chị đã kiếm bà Ngọc đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Ngọc cũng nhờ tôi tìm chị. May quá chị xuất hiện ở đây. Chị chờ tôi chút nha. Tôi về phòng coi cổ về chưa. Chưa đâu. Là sao? Tại lúc nãy tôi có nghe nói là hồi sáng nó đi với Diễm. Chị nói gì? Ngọc đi với Diễm à? Chết rồi. Ngọc không bắt máy. Ngọc thì biết Diễm rất thâm độc, tại sao lại đồng ý đi chung chứ? Tôi cũng đang sốt ruột dữ lắm. Ủa nhưng mà anh là ai vậy? Rồi hả con? Bà là ai vậy? Ông lão nhà ngoại đi vô rừng đốn củi, thấy con bị thương mới đem con về băng bó. Vậy con không nhớ chị gì hết sao? Dạ, con không nhớ chuyện gì hết. Con không nhớ mình là ai sao con?
Dạ không, con không nhớ luôn. Như vậy là con bị thương ở đầu, cho nên là con bị mất trí nhớ đó. Ông ngoại đi vô rồi kiếm lá gì cho con uống thì con sẽ đỡ hơn. Con bị thương rồi. Ừ. Mà con bị hồi nào vậy ba? Mới hồi sáng này con. Dạ. Bà cho con hỏi, cái chỗ này là ở đâu vậy? Đây là khu vực gần biên giới Campuchia. Tại sao con lại ở đây? Con cũng không nhớ cái gì hết. Con thấy đau đầu quá.